đây không phải là mô hình lâu đài Hogwarts bình thường, mà là một chiếc bánh Hogwarts có thể ăn được. Warner Bros. Vừa cho làm chiếc bánh này để đánh dấu kỷ niệm 20 năm ngày phát hành phim Harry Potter và Hòn đá phù thủy. Để làm được chiếc bánh khổng lồ với chiều cao 1,5m, rộng 2m và nặng gần 100kg, người làm bánh Michelle Wibowar đã phải mất tới 6 tuần. Thông cáo báo chí cho biết, chiếc bánh này làm từ các nguyên liệu thân thiện với người thuần chay, bên trong lắp 30 bóng đèn chiếu sáng. Mô hình trường học phù thủy nổi tiếng thế giới có thể ăn được này được công bố tại Warner Bros. Studio Tour vào ngày thứ Ba 16 tháng 11, đánh dấu 20 năm kể từ khi bộ phim Harry Potter và Hòn đá phù thủy được công chiếu tại các rạp chiếu phim ở Vương quốc Anh và Ireland. Sau khi những người hâm mộ trẻ tuổi chiếm ngưỡng, chiếc bánh đã được đem đi quyên góp cho One Vision, một tổ chức từ thiện chuyên giúp đỡ người đói nghèo.